Chào bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn lợi thế của việc ra làm kinh doanh số 3. Vừa rồi mình có nói cái lợi thế số 1 và lợi thế số 2 rồi. Các bạn lên YouTube tìm xem nhé. Và hôm nay là mình chia sẻ với các bạn đến cái lợi thế số 3. Lợi thế số 3 của một người làm kinh doanh đó, đó là bạn được có cơ hội giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác ở đây nó rộng lắm. Tuy nhiên bây giờ mình phân tích về sâu hơn để cho các bạn thấy. Thì ai ở trên đời này cũng hạnh phúc, cũng vui vẻ nhất khi gì ạ? Khi chúng ta được có cơ hội gì ạ? Được có cơ hội giúp đỡ ai đó. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Cái đó là, và đặc biệt là giúp đỡ ai đó mà họ thành công thì đó là hạnh phúc nhất đời này. Cái đó là cái phần thưởng vô giá mà chúng ta sống ở trên đời này, nó hơn cả những cái tiền bạc và những cái bằng cấp bạn có nhiều. Khi mà bạn giúp ai đó là thành công được. Vậy thì cái đây là một cái phần thưởng, nó không liên quan tới vật chất mà nó liên quan tới yếu tố tinh thần. Một cái phần thưởng mà nó làm cho bạn nó cảm giác nó tràn đầy ở phía bên trong á. Vì sao vậy? Cái thứ nhất nè, mình nói nè, thứ nhất là khi ra kinh doanh á, thì bước đầu tiên á, nó to nó lớn, thì bước đầu tiên thì bạn phải tự giúp mình. Tức là chúng ta phải có tạo ra được tài chính, tạo ra được tiền, tạo ra được công ăn việc làm cho chính bản thân mình. Và khi chúng ta làm được cái việc đó tốt rồi đó, thì cái bước thứ hai là chúng ta giúp cho thì anh chị em, bà con của mình, những người thân yêu của mình, họ cũng có được công ăn việc làm, họ cũng có được cái gì, cái sự phát triển, họ có được cái tài chính tốt để cái cuộc sống họ nó có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên khi mà bạn làm hơn những vấn đề đó rồi á, thì bạn lại giúp ai? Giúp nhân viên của mình. Giúp nhân viên của mình nó phát triển trong kỹ năng, trong nghề nghiệp, giúp cho nó có những cái quyết định rất là thông minh, thông thái. Mình cũng đã từng chia sẻ, mình rất hay chia sẻ cho nhân viên của mình, đặc biệt là các bạn nhân viên nữ. Mình hay chia sẻ các bạn về cái việc mà nó ngoài công việc, ví dụ việc tình người, tình cảm, tại vì của người đi trước. Mình hay nói các bạn nhân viên nữ trong công ty mình là, mình nói là các bạn là nữ thì các bạn cũng phải có một cái quyết định khôn ngoan hơn. Bởi vì người nữ thì các bạn hay bị cái yếu tố cảm xúc cảm giác, và nhiều lúc bạn yêu những người nam, hoặc là đặc biệt là những người về làm chồng của mình mà họ không có khả năng làm về kinh tế, thì tự nhiên suốt cả cuộc đời khổ. Nên các bạn cần phải khôn ngoan ở ngay cho nó, phải biết nhìn ngó và đặt mục tiêu, biết phải quản lý cảm xúc của mình. Các bạn nhìn ra, và mình cũng rất vui là các bạn nhân viên nữ của mình nó đã nhìn thấy được cái vấn đề này, và các em nó vận hành theo một cách rất là tốt. Ví dụ vậy, tức là bạn sẽ giúp cho nhân viên của mình nó có những quyết định thông thái, hoặc là nhân viên nam của mình thì mình nói là các em va chạm, các em va vấp, các bạn học hỏi để khi mà rời khỏi nơi này là các bạn sẽ ra, các bạn làm chủ một doanh nghiệp. Và mình rất vui, mình rất là tự hào điều này. Nhân viên của mình là hiện tại ra làm chủ doanh nghiệp, và có những bạn nó đang rất là thành công, nó làm chủ doanh nghiệp, và một lúc nào nó vướng thì là các em nó tới nó hỏi mình sẽ sàng mình chỉ hết. Ok, bạn có thể giúp đỡ về khách hàng. Các bạn nhận ra điều này chưa? Giúp cho khách hàng mình họ trải nghiệm tốt hơn, giúp cho khách hàng họ phát triển hơn. Bản thân mình thì mình liên tục mình chia sẻ và tư vấn cho khách hàng của mình, họ có những giải pháp kinh doanh nó rất là tuyệt vời hơn. Bạn có thể là giúp đối tác của mình, họ thiếu hụt về kiến thức, họ thiếu hụt về kinh nghiệm, họ thiếu hụt về kỹ năng, họ thiếu hụt những cái đầu mối kinh doanh, họ thiếu hụt về khách hàng. Bạn cũng có thể là giúp đỡ ai nữa, giúp đỡ cả đối thủ của mình. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nhiều lúc chúng ta cứ nghĩ rằng là ra kinh doanh chúng ta cần phải cho đối thủ chết, cho đối thủ không còn đường sống, cái đó là cách kinh doanh cũ rồi. Cái cách kinh doanh mới là chúng ta cần hãy tìm ra sự khác biệt, giúp cho đối thủ của mình họ tìm ra sự khác biệt, thì tự nhiên họ không có cạnh tranh trực diện của mình. Còn các bạn không giúp cho đối thủ tìm ra sự khác biệt thì họ như thế nào ạ? Họ lại cạnh tranh trực tiếp với mình, bởi vì cái sự khác biệt nó rất là quan trọng. Mình ví dụ bạn ra bạn mở một quán phở, đối thủ của bạn cũng mở một quán phở, nhưng mà hai người làm giống như nhau thì khách hàng họ chỉ chọn một. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Tuy nhiên bạn có sự khác biệt rồi mà đối thủ họ chưa tìm ra được sự khác biệt, bạn phải giúp họ tìm ra sự khác biệt. Vậy nghĩa là khách hàng họ đến quán phở bên mình, họ ăn, họ trải nghiệm những dịch vụ rất là khác biệt của bên này. Cái cách mà họ trải nghiệm bên này nó làm cho họ rất là happy, và một ngày nào đó họ đi ăn ở bên cái đối thủ của bạn và họ thấy ồ,
bên này có những cái trải nghiệm cũng rất là tuyệt vời, khác biệt với hoàn toàn bên kia, thì bạn có được cả cái người khách đó họ vào cả hai, hôm thì họ thích họ đi trải nghiệm cái theo cái cách A, hôm thì thích họ trải nghiệm theo cái cách B. Cái đó là người ta gọi là tìm kiếm cái sự khác biệt, và càng khác biệt thì chúng ta càng không có đối thủ cạnh tranh, mà chúng ta chỉ tập trung phục vụ khách hàng tốt hơn thôi. Các bạn có hiểu ra điều đó. Cao hơn nữa là chúng ta giúp đỡ cho cộng đồng, làm cho cộng đồng chúng ta phát triển hơn, văn minh hơn. Cao hơn nữa là chúng ta giúp giúp gì ạ? Giúp phát triển đất nước. Các bạn hiểu ra điều này. Đất nước, đặc biệt là như đất nước Việt Nam chúng ta, thì rất cần sự đóng góp của những người làm kinh doanh. Bạn có được công ăn việc làm thì bạn sẽ tuyển dụng nhiều người và giảm cho lượng người thất nghiệp đi. Các bạn thấy cái thống kê hàng năm không? Học ra thất nghiệp quá nhiều, trình độ đại học thất nghiệp, trình độ cao đẳng thất nghiệp. Một cái chuyện rất là vui là hiện tại là những người học đại học, rồi học thậm chí cả thạc sĩ xuống thi lại trung cấp nghề, rồi bởi vì sao? Họ thiếu mất cái móng. Các bạn hiểu ra điều này, họ thiếu mất cái nền móng. Cứ tiếp thu ở trên nền tảng chuyên gia lê thuyết thôi, mà thiếu những cái thực tế va chạm thực tiễn. Các bạn hiểu ra điều này thì khi các bạn ra làm doanh nghiệp là bạn giúp cho những người đó họ có được cái nền tảng thực tiễn, họ bạn tuyển vào công ty của họ, bạn giúp đỡ và bạn giúp cho xã hội chúng ta có được ăn việc làm, bạn giúp cho xã hội chúng ta nó phát triển hơn, nó giàu có hơn. Một đất nước phát triển không thể thiếu cái thành phần doanh nhân và những thành phần làm chủ được, bởi vì họ là gọi là nhân vật chính xương sườn xương sống để mà giúp cho một cái đất nước đó nó phát triển, cả một cái khu vực đó phát triển. Bạn thấy cái khu vực nào mà có nhiều doanh nghiệp, khu vực nào mà mở khu công nghiệp thì các bạn thấy khu vực đó nó thịnh vượng lên. Các bạn nhận ra điều này chưa? Vậy thì một cái góc nhìn khác, chúng ta cũng đừng nhìn vào những người mà họ làm ăn không đàng hoàng và bạn nghĩ rằng là thế giới kinh doanh nó là như vậy. Nó không phải như vậy. Một số người họ làm ăn không có đàng hoàng, ví dụ như vừa rồi các bạn nghe không, cái vụ heo á bơm thuốc gì, bơm thuốc an thần vào. Dĩ nhiên trong cuộc sống, trong lĩnh vực nào cũng vậy, chúng ta sẽ có những người họ làm ăn vì cái trước mắt và vì cá nhân và họ bất chấp tất cả. Tuy nhiên cái đó là số ít thôi. Tất cả những người kinh doanh khác họ đều nghĩ đến đều cao đẹp các bạn ạ. Họ đều muốn giúp cho sự phát triển. Cái câu hỏi đặt ra là tại sao những người đó họ ra kinh doanh mà họ làm ăn không tử tế nó như vậy? Cái phần thứ nhất nó cũng thể hiện ra một thứ là họ không được đào tạo bài bản. Các bạn chúng ta điều này chưa? Họ ra họ làm kinh doanh theo bản chất, theo bản năng thôi. Họ không được đi học, họ không được đào tạo bài bản, họ không được nâng cao cái tư duy. Họ không hiểu được rằng làm ăn kinh doanh là phải tử tế. Thì chúng ta phải giúp họ làm được cái điều đó. Vậy những người ra làm kinh doanh và các bạn thấy những người khác làm kinh doanh tử tế thì các bạn phải có trách nhiệm giúp những người làm ăn kinh doanh tử tế đó, họ phải tử tế hơn. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nghĩa là nó giúp cho bạn thay đổi họ, thay đổi được cái cách làm và cái cách suy nghĩ của họ. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Các bạn thấy cái lợi thế số 3 nó tuyệt vời mà, nó rất là tuyệt vời. Và chỉ cái con đường làm kinh doanh bạn mới có những cái lợi thế rất là tuyệt vời này. Vừa rồi mình đã chia sẻ với bạn lợi thế số 1, lợi thế số 2 và bây giờ là lợi thế số 3. Và mình tin rằng các bạn xem cái đoạn video này và các bạn sẽ có một cái góc nhìn khác hơn về thế giới kinh doanh và làm cho bạn đam mê hơn, máu lửa hơn. Và các bạn phải quyết định rất là dứt khoát trên con đường làm kinh doanh của mình. Tối hôm qua mình gặp một cái anh, anh làm dược sĩ. Anh làm dược sĩ, anh mở nhà thuốc rồi, lâu rồi. Và anh mới có dược sĩ trung cấp rồi, anh lò mò, anh đi học dược sĩ lên cao nữa. Nhưng mà anh kể mình, anh nói chán lắm. Anh nói anh đi học dược sĩ, anh chán kinh khủng. Anh cảm giác anh ngán ghê lắm luôn. Nhưng mà bởi vì cái điều kiện, anh tới anh hỏi mình. Mình nói bây giờ anh muốn trở thành một người kinh doanh giỏi, anh muốn trở thành một người dược sĩ giỏi. Anh phải rời dứt khoát. Anh suy nghĩ suy lại mà nói, tôi muốn trở thành một người kinh doanh giỏi. Vậy thì anh hãy đi tập trung và phát triển kỹ năng kinh doanh giỏi. Các bạn nhận ra điều này chưa? Anh không muốn trở thành người dược sĩ giỏi thì tại sao anh phải la vào cái con đường đó? Anh nói vậy thì cái công việc kinh doanh nó như thế nào? Anh mình chia sẻ là anh chỉ cần phát triển một người làm kinh doanh giỏi. Anh phụ trách xây dựng cái doanh nghiệp đó, làm cho doanh nghiệp chúng ta có nhiều khách hàng. Còn những người dược sĩ,
anh hãy đi mướn những người dược sĩ giỏi, những chuyên gia về dược sĩ giỏi, họ về họ làm việc cho anh phải dứt khoát ở ngay chỗ này. Anh có lòng vòng, anh không thể là vừa trở thành người kinh doanh giỏi là vừa trở thành người dược sĩ giỏi. Tại sao cho nó khổ vậy? Cho đến nay anh 40 mấy tuổi rồi, mình hỏi anh 44 tuổi rồi mà anh chưa có cái gì giỏi hết. Các bạn nhưng chưa, bởi vì anh đi cả hai đường, anh không có quyết. Và mình rất là vui là tối qua anh có đưa ra được cái quyết định cho chính cuộc đời của anh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Những cái câu chuyện, những chia sẻ mình sẽ có rất là nhiều, mình sẽ chia sẻ cho các bạn thứ tự qua những đoạn video khác. Và sắp tới bạn xem đoạn video mình chia sẻ về lợi thế thứ tư của một người ra làm kinh doanh, mà nếu mà bạn làm những việc khác thì không bao giờ bạn có được những lợi thế này. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye các bạn.